Rồi, đến hẹn là lên ngồi. Hôm nay bạn sẽ dùng về một số dòng sản phẩm nha. Như là con 13 Pro Max này nè. Đây, pin còn 99 và con này có bảo hành tháng 7 2023 rồi, 128GB nha. Con này thì có dán BBS rồi. Đây, máy cũng còn rất là mới nha mọi người. 13 Pro Max màu xanh grill. Hôm nay sẽ về á là Mi 11T, con này chip thì cũng khá là ok rồi. Dimensity 1200 và con này là Mi 11T Pro. Đó, 5950, con này chip là 888 nha. Dán lip 3 nè. Poco F3, con này giá cực kỳ là ok rồi, 4.050 thôi nha. Đó, A34 nè. Và LCV40, con này thì 1.600 thôi. Rồi, em sẽ lên con 13 Pro Max 128GB bản Mỹ nha mọi người. Đây, 13 Pro Max 128GB bản Mỹ. Và pin con này sẽ là còn 99% nha. Thì con này có dán BBS mọi người. Cái này mọi người muốn lột ra thì mọi người kiểm tra nha. Đó, máy thì cũng còn rất là đẹp. Giá bán con này sẽ là 18.800. Còn bảo hành tháng 7 2023 nha mọi người. Đó, bán xe máy đi. Xe máy thì em quay clip không người chứ ít khi nào livestream lắm. Thì xe máy có mấy cái mẫu đó, nó em cũng đâu có livestream được đâu người. Còn mấy cái dòng điện thoại ngày nào cũng livestream cho người xem. Tại vì ngày nào cũng đi nhập má rồi. Đó. Còn đây sẽ là Samsung Galaxy Clip 3 nha. Còn bảo hành tháng 8 2023 người. Clip 3 con này bản chính hãng người. Đó. Hai SIM, một eSIM, một SIM vật lý. Con này thì cũng còn siêu diền nè. Ngoài không? Còn rất là mới nè người. Siêu diền vẫn còn y nguyên. Ok chưa? Đó, siêu gì vẫn còn nguyên. Và con này sẽ bán giá cho người á là 8.850 rồi. Như clip 3 nha. Cái mặt kính trước thì nó có hơi chày xíu nhưng mà siêu gì thì vẫn còn ok. Chân sạc cũng còn rất là mới tinh luôn rồi. Mọi người không? Ok, 8.850 rồi. Như clip 3 điện thoại màn hình gặp. Còn tiếp theo sẽ là một con siêu Mi 11T. Đây, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, chip là Dimensity 1200 nha. Đó, 4.950 thôi người. Em có được hai con. Con này là cái con màu xanh nha người. Nè, con này là con màu đen nè. Em có được hai con nha. Hai con đều RAM 828GB hết người. Màn hình 120Hz nha. Camera sẽ là 108MP người. Mi 11T con này bản chính hãng nha. 4.950. 4.950 người. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là một con Mi 11T Pro có hộp luôn người. Đây, Mi 11T Pro có hộp nè. Cường lực còn nè, mà không có sạc nha. Đó, Mi 11T Pro. Con này thì chip cực kỳ là mạnh luôn. Chip Snapdragon á là 888 người. Đó, màn hình á tần số quét là 120Hz nha. 5.950 thôi người. Con này phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ là 256GB nha. Đó, RAM 12 256GB. Có lo cưng được cưng chỉnh bởi Harman Kardon mọi người. Ok chưa? 5.950. Không, camera là 108GP nè. Sạc á là hỗ trợ 120W nha. Đó, màn hình 120Hz, chip là 888 mọi người. 5.950. À, này có con iPhone X Max người. Con này phiên bản là 256GB. Con này là hầu là của khách nha người. X Max 256GB. Con này mã ZD 256GB. Giá bán là 5.050 người. Pin là còn 92%. Đây, 5.050. iPhone X Max 256GB. Màu trắng nha. Và con này tình trạng á là màn hình đã hay rồi và đây là màn hình lô mọi người. iPhone X màn hình lô 5.050 nha. 14 nút em còn máy 17.800. iPhone 14 nút pin á là 100% bản chính hãng nha, 17.800, còn bảo hành tháng 10. Bản chính hãng Vena. Còn đây sẽ là Samsung M52 5G 4.850. Đó, con này cũng khá là ok rồi. 4.850 nè. Pin còn 5000 nha người. Hai SIM nè. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Con này màn hình AMOLED nha người và có tần số quét màn hình là 120Hz nha. Giá bán là 4.850 thôi người. 4.850, máy còn rất là mới luôn người. Đây. LCV40, RAM 464GB, màn hình 2K nha. Chip là 845. Con này màn hình có ám nhẹ nha người. Mọi người không? Nó bị phân dùng với thanh công cụ nè. Đó, 1.600, LCV40 1.600 nha. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Con này cũng giá cũng ok lắm rồi. Poco F3, con này chip á sẽ là gần là 870. Đó, chip 870, RAM 6 128GB, màn hình 120Hz nha mọi người. Đó, giá hôm nay em bán cho mọi người. Tại vì em con này em hâu rẻ, em bán rẻ cho mọi người luôn. 4.050 thôi nha. Đó, 4.050. Ok chưa? Bây giờ làm hủ tục góp được không? Dạ, bên em 7 giờ là hết nhận trả góp mọi người. Và trả góp phải đến cửa hàng nha.
4.050.000, Poco F3 cái này máy chính hãng nha, này logo Poco F3 nè. Nếu con này sách tay sẽ là Redmi K40 rồi, 4.050.000, ok. Còn đây sẽ là Samsung A34 5G bảo hành tháng 4/2024 nha, 5.700.000, siêu diền vẫn còn mọi người, mọi người không, siêu diền vẫn còn, máy còn rất là mới nha, em sẽ vô cho người xem. Nói chung đời này thì cái màn hình nó hơi, cái viền nó hơi dài, nhìn mắt cười mọi người. Hai sim nè, pin 5.000 nhìn cái gì đây, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB luôn rồi. À, tần số quét là 120Hz nha, máy gần như là đẹp keng, 5.700.000. Con này mới cũng bán giá bước là cao rồi. Để con điện thoại 1.600.000 cho em, bạn Sa Trần Hy, bạn nhắn tin giùm em nha, đừng có để số điện thoại, nhiều lúc nhiều người giả mạo bên em mọi người đó, kêu lừa cọc nha. Đây tiếp theo sẽ là một con Poco F2, Oppo Reno F2 rồi, Oppo Reno 2F chứ, Oppo Reno 2F nha, RAM 8/128GB, màn hình có vân tay trong màn hình nè, camera con này sẽ là camera phục hồi nha, 2.5 triệu thôi, có cam góc rộng nè, đó, F1 nè, F2 nè, còn đây là camera selfie rồi, camera hụt lên hụt xuống nha, đó, 2.5 triệu, 2.5 triệu nha mọi người. Còn đây sẽ là một con iPhone 7 Plus mà độ vỏ mọi người, cái này độ vỏ vuông màu tím nè, 128GB, pin 100%, con này bản hàng mọi người, mọi chức năng đều hoạt động bình thường, chỉ độ vỏ thôi, pin 100% nha. Con này sẽ bán cho người á là 2.800.000, 2.800.000 mọi người, ok chưa, 2.800.000 nha. Có sao bên em báo vậy không mọi người. Còn đây sẽ là một con Samsung Galaxy Note 20, con này bản chính hãng nha, 2 sim mọi người không, 2 sim, RAM 8, bộ nhớ là 256GB, bản chính hãng giá rất là cao rồi, 5.800.000 nha. Samsung Note 20 bản chính hãng 5.800.000 mọi người, 5.800.000 nha. 12 Pro giá đó em không có rồi, S21 Plus em có nha, S21 Plus thì 7.150.000, 7.350.000 tùy theo ngoại hình mọi người. Bên em tình trạng có sao bao vậy nha người, nếu máy mà em không báo là máy gì nha, mọi chức năng đều hoạt động bình thường, còn máy tình trạng có lỗi em sẽ báo luôn đó. Những cái máy ví dụ mà như là con này đây, Poco X4 CT 5G 3.950.000 thì cái này em báo không á là máy gì bình thường hết người, không bị lỗi gì hết nha. Và con nào có bị lỗi em sẽ báo lên cho người xem, cho người dễ hiểu nha người đó. RAM 8, bộ nhớ là 26GB, Poco X4 5G mọi người, màn hình 120Hz nè đó, chip Snapdragon á là 695 nha, 3.950.000, 3.950.000 người. iPhone 11 Pro giá bán là 7.800.000 nhé, còn pin cao á là cộng thêm 450.000. Đây là một con Realme 7 mọi người, màn hình 90Hz nha, RAM 8, bộ nhớ là 128GB, Realme 7 nha, 2.750.000, 2.750.000 người. Còn con này sẽ là Realme C35, con này giá cũng cực kỳ lỗ rồi, RAM 4GB, bộ nhớ sẽ là 64GB, Realme C35 2.350.000 đó, camera sẽ là 50MP nha, 2.350.000. Samsung A51, con này màn hình AMOLED người, 2 sim, RAM 628GB và được pin 5.000 nha đó, giá bán là 2.600.000. A31, Samsung A12, RAM 628GB, máy còn rất là đẹp người, pin con này cũng là 5.000 đó, RAM 628GB và giá sẽ bán là 2.450.000, 2.450.000 nha. Còn đây sẽ là Samsung A52 5G, chip Snapdragon á là 750G mọi người, RAM 8 và bộ nhớ là 128GB nha. Đây, ok cho mọi người. Và giá bán sẽ là 3.850.000. Samsung Galaxy A71, RAM 8/128GB, con này sẽ là chip Snapdragon á là 730, màn hình kích thước sẽ là 6.7 inch và có vân tay trong màn hình, và đây cũng là màn hình AMOLED nha, bản 2 sim chính hãng, pin là 4.500.000 mọi người, giá bán sẽ là 3.550.000. Samsung A72, RAM 8, hình như con này 256GB em nhớ là vậy, tại vì A72 đa số là 256 không mọi người, để em vô xem lại nha, RAM 8 bộ nhớ là 128GB không mọi người, con này bản chính hãng 2 sim luôn, màn hình kích thước cũng là 6.7 inch, có tần số quét màn hình là 90Hz nha mọi người. Đây, tần số quét màn hình 90Hz, A72, 4.550.000.
Tiếp theo sẽ là một con Redmi Note 11 Pro phiên bản 5G. Con này có hai phiên bản nha, một phiên bản 4G và một phiên bản 5G mọi người. RAM 8GB nè, bộ nhớ là 128GB và chip series sẽ là gần là 695. Camera sẽ là 108MP người, mọi người thấy không? Đó. 4,5 triệu nha. Redmi Note 11 Pro. Oppo A92 RAM 8 128GB người. Đây. Chip sẽ gần là 665. Màn hình là 6,5 inch người. Con này màn hình IPS thôi nha. 6,5 inch. Đó. Giá bán là 2,7 triệu mọi người. 2,7 triệu nha. Tiếp theo sẽ là một con Oppo Reno 4 Pro 3,950. Con này là màn hình cong, màn hình AMOLED có tần số màn hình đó là 90Hz, chip sẽ gần là 720G, RAM 8 nè. Dung lượng con này là 256GB mọi người. Đó. Máy thì cũng còn rất là mới nha mọi người. 3,950 thôi. 3,950 nha. Tiếp theo sẽ là một con Redmi K40 Gaming, RAM 12, bộ nhớ 128GB. Con này sẽ bán giá là 4,950. Còn nếu mà 256GB á, em cũng có nha người. Và giá con này sẽ bán á, 256GB là 5,150 mọi người. Redmi K40 Gaming. Con này có phím 6G vật lý nè. Chip á, là Dimensity 1200, màn hình 120Hz nha. Là điện thoại gaming, là điện thoại chuyên game mọi người. Đó, chuyên chơi game á. Redmi Note 10S. Redmi Note 10S RAM 8,128GB nha người. Đó. 3,250 thôi. Redmi Note 10S 3,250. Cái con này hồi đó em bán rất là chạy rồi. Con này thì bây giờ không có hàng nữa. Con này sẽ là Samsung F52 phiên bản 5G. Đó, Samsung F52 phiên bản 5G. Sử dụng 2 SIM nè mọi người thấy không? Đó, pin con này là 4,5 nè. RAM là 8GB, màn hình tần số là 120Hz. Đây, 120Hz nè. Đó, RAM 8 128GB nha. Và là phiên bản nội địa sách tay người, nhưng mà sử dụng bình thường thôi nha. Có sao bên em báo vậy người. Con này á em sẽ bán cho người á là 3,250, chip sẽ gần á là 750G mọi người. Ok chưa? 3,250. Còn con này á thì cái lưng nó bị chóc khỉ mọi người. Em sẽ bán cho người là 2,850 nha. Đó, nó chóc khỉ em sẽ lột ra hết luôn rồi. Thấy cái bên trong luôn mọi người. Đó, có sao thì bên em báo vậy nha. Còn con này là con cuối cùng. Galaxy S21 Ultra, RAM 12GB. Bộ nhớ là 256GB nè mọi người. Phiên bản 2 SIM, 1 eSIM và một sim vật lý, pin là 5000, bản 2 sim nha, chip sẵn là gần đó là 888 người, 9,350, 9,350 nha, máy cũng còn khá là mới nha người, tầm khoảng 97-98%, đó, camera con này zoom 100m nha người. Rồi, em sẽ báo cho người nè, thì cái này ngày nào bên em cũng báo người người, tại vì bây giờ rất là nhiều người giả mạo bên em, nên cái này ngày nào bên em cũng báo hết nha, mọi người lưu ý nè. Bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh nha. Số Vietcombank á là 97168569 người. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Thời gian làm việc bên em là từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 0774696683, 0703747474 và 06078774 người. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc này và cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Bên em sẽ bảo hành cho người là 3 tháng hoặc đó một, không bảo hành gây nứt cứng đớm màn hình. Và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Còn ship có theo cọc nha mọi người. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc trên 1 triệu. Và bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ người. Nếu mà có ai giả mạo bên em á, nhắn tin yêu cầu chuyển khoản đủ là người đó lừa đảo nha. Số tài khoản của em không bao giờ bị khóa tài khoản hoặc bị lỗi tài khoản người. Mọi người lưu ý giúp em nha. Rồi em sẽ báo những dòng máy em đang có hộp người. iPhone 14 Plus 17,800, còn bảo hành tháng 10 2023, pin 100%. Redmi Note 12 4,8 nha. Con này chưa có xài mọi người, mới vừa mua siêu thôi. Đó. Mua ngày 5 tháng 5 nha, của Hãng Di Động luôn mọi người. 4,8. Redmi Note 12 đây. Đó. Samsung A04 2,4, bảo hành tháng 3. S23 máy mới. Chính hãng người, 14,600 nha. S23 Ultra máy mới. 21,600 chính hãng nha mọi người, RAM 8 256GB. iPhone 14 Pro 22,900, bản nhấp bơi, có sạc SIM eSIM và SIM vật lý luôn. Samsung A7 Lite 2,6 nè. Samsung A53 5G 5,250. S23 Ultra 512GB 24,800, còn bảo hành tháng 2 2024.
Con này là S23 máy lướt 13.800. IQ7 6950 người, chip là 88. Oppo A77s 4.050 nha. Đó. Samsung Tab S7 8.100. Con này sẽ là Samsung Tab S5e 4.200. Con này đẹp keng như mới, không khác gì mới luôn. Thật sự con này là cũng là máy mới rồi, nhưng mà nhiều lúc không có cái bịch á, em báo là máy line new thôi, 4.200. Ok. Và một con cuối cùng sẽ là Galaxy S6 4G 3.750. Rồi, cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha mọi người. Bye bye.